Chị xin chào tất cả các bé. Các bé ơi, thời tiết mùa hè vô cùng oi bức và nóng nực phải không nào? Bỗng nhiên ở đâu có cơn mưa rào kéo tới, làm dịu mát đi thời tiết thì chúng mình có thích không nào? Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Mưa của tác giả Nguyễn Diệu. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe nhé. Bài thơ Mưa. Mưa rơi tí tách, hạt trước hạt sau, không xô đẩy nhau, xếp hàng lần lượt. Mưa vẽ trên sân, mưa giàn trên lá, mưa rơi trắng xóa, bong bóng phập phồng. Mưa nâng cánh hoa, mưa gọi trời biếc, mưa rửa sạch bụi như em lau nhà. Mưa rơi, mưa là bạn tôi, mưa là nốt nhạc tôi hát thành lời. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại bài thơ một lần nữa nhé. Bài thơ Mưa. Mưa rơi tí tách, hạt trước hạt sau, không xô đẩy nhau, xếp hàng lần lượt. Mưa vẽ trên sân, mưa giàn trên lá, mưa rơi trắng xóa, bong bóng phập phồng. Mưa nâng cánh hoa, mưa gọi trời biếc, mưa rửa sạch bụi như em lau nhà. Mưa rơi, mưa là bạn tôi, mưa là nốt nhạc tôi hát thành lời. Bài thơ đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bé đã xem hết video của chị nhé. Các bé nhớ ấn like video và ấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt tất cả các bé.